tỷ đô la Mỹ mua hãng smartwatch Fitbit. Trong một bài viết trên trang blog chính thức, phó chủ tịch phụ trách thiết bị và dịch vụ Rick Osterloh của Google cho biết gã khổng lồ tìm kiếm sẽ chi ra 2,1 tỷ đô la Mỹ để mua lại hãng smartwatch và thiết bị đeo thông minh Fitbit, đồng thời khẳng định đây là một cơ hội để đầu tư nhiều hơn vào nền tảng Wear OS cũng như giới thiệu các thiết bị đeo thông minh được sản xuất bởi Google ra thị trường. Thông báo của Google được đưa ra chỉ ít ngày sau khi xuất hiện tin đồn Google đang liên hệ để mua lại hãng sản xuất thiết bị đeo thông minh nổi tiếng Fitbit vào tháng 9 vừa qua fitbit cũng được cho là đang có kế hoạch giao bán chính mình sau khi thương vụ được hoàn tất fitbit sẽ được gộp chung vào google thay vì hoạt động dưới dạng một bộ phận riêng biệt của công ty nhưng chưa rõ mô hình hoạt động của fitbit sẽ thay đổi như thế nào sau khi được google thâu tóm về phần mình fitbit đã phát đi một thông cáo cho biết công ty vẫn sẽ bảo mật dữ liệu sức khỏe và thể lực của những người dùng đang sử dụng các sản phẩm của hãng một cách nghiêm túc đồng thời khẳng định rằng những dữ liệu về sức khỏe của người dùng sẽ không được sử dụng để phục vụ cho mục đích quảng cáo của google trên thực tế có vẻ như Google không quá cần các dữ liệu về sức khỏe của người dùng mà Fitbit đang nắm giữ để phục vụ cho mục đích quảng cáo, mà thương vụ này mang nhiều ý nghĩa hơn khi Fitbit sẽ giúp Google đi tắt trong cuộc đua trên thị trường smartwatch và có thể tự sản xuất các thiết bị đeo thông minh mang thương hiệu của riêng mình. Các sản phẩm của Fitbit luôn được người dùng đánh giá cao về chất lượng, do đó thương vụ này giúp cho Google có được một nền tảng vững chắc để phát triển những sản phẩm tích hợp hệ điều hành Wear OS của hãng và được người dùng dễ dàng đón nhận điều này sẽ giúp google có thể cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trên thị trường smartwatch